rồi thân Minh chào tất cả các anh chị ha thì chàng sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cái cách mà chúng ta sử dụng cái cái quyển giáo trình ha cái quyển giáo trình của chàng sang tuyển tập 100 tiệc phẩm về nhạc xưa và dòng nhạc tình ca thì ở đây thì chúng ta có 100 bài hát ha 100 bài hát về dòng nhạc xưa và dòng nhạc tình ca phòng trà mà chàng sang biên soạn cho anh chị học rồi 100 bài hát đó sang sang lướt qua một vài bài mà chúng ta mà chúng mà chúng ta đi theo năm tháng ha ở đây chúng ta ở đây chỉ, chỉ viết ở hai tầng là thứ đồ trưởng thôi một số bài ví dụ như là chúng ta đi làm show hay gặp nè ví dụ như ai cho tôi tình yêu nè rồi ai đưa em về nè ha áo em chưa mặc một lần bác đang cùng chúng cháu hành quân nè bài thánh ca buồn ha rồi cánh thiệp đầu xuân chờ đông Chuyện qua sim cổ úa cỏ nhớ đà lạt hoàng hôn đám cưới đầu xuân đám cưới trên đường quê nè hai dấu chân kỷ niệm đi mưa nhớ mẹ gặp rất là nhiều luôn ha điệp khúc mùa xuân rồi đón ca xuân duyên phận nè gặp nhau làm ngơ dọc lại đại trang hai mùa mua hai mùa đâu en rồi qua bằng lăng qua nở về đêm ha qua trên nữ gặp rất là nhiều luôn kể ở miền xa không bao giờ quên anh rồi khuya nay anh đi rồi rồi lợi đá là yêu thương ha lợi yêu thương gặp cũng khá là nhiều ha một cõi đi về một mai em đi của trường sa ha một mai giá từ vũ khí rồi bên đây thì chúng ta có một số bài <laughs> ví dụ như là mùa đông của anh mưa rừng mùa thu cho em ha rồi mùa xuân của mẹ rồi năm anh em trên một chiếc xe tăng ha nghe còn em bên tôi nè rồi người tình không đến niệm khúc cuối rồi nỗi buồn gác trọ nỗi đau muộn màng ha nỗi đau muộn màng của ngô thị miên rồi nửa đêm ngoài phố đi một góc trời nè ha những dòng nhạc tình ca sương lạnh chiều đông rồi tàu quê quê hương thành phố buồn thu ca ha thu ca của tango rồi tình anh ha tình cha tình là sợi tơ tình nghèo có nhau ha tình yêu còn đâu trái tim quang đường rồi tùy hứng lý ngựa ô ha về đâu mái tóc mùi hương Vó ngựa trên đồi cỏ non gặp rất là nhiều ha, vui trong ngày cưới, xa em kỷ niệm và sớm đêm. Đây là những cái bài hát chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Sang sẽ hướng dẫn cho anh chị cách tự học, ví dụ như là mình học mình chọn đại một cái bài, cái bài chờ đông đi. Ở cái trang số 24. Hay trong cái quyển giáo trình này chúng ta lật cái trang 24 ra chúng ta học. Sang chỉ cho anh chị cách học thôi nha, phần còn lại là chúng ta cố gắng chúng ta học. rồi, sang lấy ví dụ như là cái bài chờ đông cái bài chờ đông thì chúng ta nhìn vào trong cái bài chờ đông chúng ta sẽ thấy thứ nhất đó là cái bài gì thứ nhất là bài chờ đông này nó đã được viết ở cái cái style là slow gốc và chúng ta chỉnh sự lưu gốc và chúng ta chọn cái 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 tempo là 94 hay chúng ta nhìn vào đây và chúng ta có cái nhịp là 68 rồi cái cách tiếp theo nữa là sau khi mà chúng ta đã xác định được cái đó rồi thì chúng ta phải đọc được cái nốt để mà chúng ta học chúng ta phải đọc được cái nốt của cái bài đó của cái bài này thì chúng ta mới học được cái bài ha ví dụ như là em ơi có phải ngoài trời đang mưa thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta có ký hiệu nè sang quay gần cái camera là anh chị thấy không anh chị thấy cái thấy cái chữ e không là đây đi mi mi son son mi son đô đô em ơi có phải ngoài trời đang mưa tiếp tục em ơi có phải trời đã sáng đông là gì la la đô pha đô mi son son ha sang sang không có sang không có đọc cái cao độ ha bởi vì hiện tại đang buổi tối á sang không có đọc cao độ được Ê, người nhà đang ngủ á nhưng mà sang chỉ cho anh chị cách chúng ta học thôi cho dễ ha chúng ta nhìn vào đây là gì mi mi son son mi son đô đô là gì em mới có phải ngoài trời đang mưa chúng ta thấy cái chữ không rồi tiếp tục coi là la đố phà la la đố phà đồ mi son son là chúng ta hãy há âm gì ngay lúc son là chúng ta há âm gì mà mi thứ như vậy là chúng ta đánh ở đây em ơi có phải là chúng ta bỏ băm son 7 ngoài trời đang mưa là chà chủ âm đô trưởng thấy không rồi em ơi có phải là pha trưởng trời đã sáng đông là chà băm mi thứ như vậy là sao chúng ta biết được cái nốt nhạc chúng ta biết được cái 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 hợp âm đi theo Là chúng ta có thể học được trọn bài anh chị đồng ý không rồi như vậy chúng ta học được trọn bài cái bài trời đông này thì mai mốt mà bạn bè mình có hát này nọ thì mình cũng sử dụng cái cái mẫu này cái mẫu hợp âm mà cái cái solo nốt này để chúng ta điểm ha như vậy là đây cái này là một bài thôi tuy nhiên nó còn nhiều bài khác nữa ví dụ như là sang lấy đại một cái bài nào ngẫu nhiên bài khác để ví dụ như bài chuyện qua sim đi ở cái trang <laughs> 28 <laughs> sang lấy ngẫu nhiên thôi 28 mà chúng ta lật ra hai ba rồi ha. Cái 28 sang sang lấy ví dụ như là cái bài chuyển qua sim. Đó. Nói như vậy lại tiếp tục chúng ta phân tích cái bài chuyển qua sim, chúng ta nhìn vào đây chúng ta chọn cái style trong cái trong cái cái đàn của mình. Hai chúng ta chọn cái style gì đó là cái style là bolero ha, rumba cũng được. Nhưng mà chúng ta chọn cái cái style xong rồi chúng ta chọn cái cái tempo là bao nhiêu? 86 và bài này được viết ở nhịp 44. Ha. Rồi cái tiếp theo nữa là chúng ta à quên nói sang nói nhớ là à, sáng tác của anh bằng ha, chúng ta học bài hát và chúng ta phải nói về cái tên tác giả. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta chúng ta thấy cái phần solo note ví dụ như là rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím là gì? Là đô là mi đô là mi. Ha, chúng ta nhìn đây thấy cái chữ A không? Là nút là chữ C không? Là nút đô là đồ hợp âm la thứ là mi mi thứ đồ là mi hợp âm la thứ chuyện tin là gì mi 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 đời mi son son xí si, son la la là gì chuyện tình thương những chuyện hóa sim là 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 mi đời mi son xí si, son la la là gì hợp âm la thứ rồi son lá son mì son lá son mì đầy là gì có người ham hãy chúng ta luyến không son lá son mì son lá son mì đầy là bầm rơi thứ ha như vậy là sao chúng ta chúng ta nhìn vào đây cái cái nốt nó như thế nào thì chúng ta đọc nó như thế này ha tương tự thì chúng ta học cho tới cuối bài luôn rồi những cái bài dòng nhạc tình ca Bài dòng nhạc xưa mà sang chỉ cho anh chị đó chúng ta học theo cách đó là chúng ta học được cái quyển giáo trình này ha rồi, như tất cả những cái bài hát được viết ở hai tông là la thứ và đồ trưởng nó giúp cho anh chị chúng ta dễ học thôi. Đó là à, cái cách mà chàng Sang hướng dẫn ha. Là phần nào chưa rõ đó anh chị cứ nhắn tin hỏi chàng Sang ha, Sang sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị. Rồi, hân mệnh chào tất cả anh chị.